Dung xin kính chào bà cô chú anh chị và các bạn. Thì tối nay gia đình Dung có hẹn với lại một người bạn của ông xã Dung để ăn tối cùng. Rồi tối rồi cô chú anh chị, 8 giờ mấy rồi đó. Chúng ta sẽ tụm bê. Dung Jaycee. Mình hẹn ở ngoài quảng trường, ở ngoài cái chỗ mà Plus cái gì? Michelangelo. Cái chỗ mà mình nhìn xuống Firenze luôn đó cô chú anh chị. Ổng kêu mình đợi đã, về ổng chạy xuống nhà hàng trước rồi. Cho nên là bây giờ gia đình Dung bắt taxi đi xuống nhà hàng. Các cửa hàng ở trong Firenze là 8 giờ tối là họ đóng cửa hết rồi của chú anh chị. Nhưng mà khách vẫn còn đi ra ngoài. Giờ này thì chỉ có nhà hàng là mở cửa thôi mà đông lắm. Nhà hàng vào buổi tối rất là đông. Đây là một người bạn mà Dung với ông xã Dung hồi xưa làm chung và tụi mình quen cũng 15 năm rồi đó cô chú anh chị. Đó là 15 năm là không có gặp từ khi mà mình rời Ý tới giờ á. Mình vẫn hay nói chuyện qua mạng xã hội thôi á, nhưng mà bây giờ thì ảnh phát triển công ty ảnh rất là lớn luôn. Taxi thì khi mình vừa lên taxi thì nó đã ghi là 4 euro rồi. Nhưng đi thấy cũng không có đắt lắm. Thì từ chỗ mình xuống đây là khoảng 10 phút là mình trả 15 euro. Đây là Plus de Santa Croce. Như vậy ạ. Đó, đây là anh bạn của mình. Come stai? Ciao Luca. Oh Kim, è sempre bellissimo un po' vecchietto. E tanto ci si vede. Anch'io, e tanto ci si vede. E qui 15 anni. Lúc năm khởi nghiệp năm 2013 thì phải đó là anh có 3 nhân viên, 3 người làm thôi, thêm hai vợ chồng mình nữa đó. Và sau này là công ty bây giờ phát triển ra rất là lớn rồi, làm cho rất là nhiều cái nhãn hiệu của Ý luôn, và đã trở thành triệu phú của Ý rồi đó. Dentro la chiesa, sì, c'è Dante, c'è Galileo, la tomba di Galileo Galilei. Ah, đây là anh bạn. Ci sono ristoranti. Where? Beh. È dal 2021 per comprare lui. Mamma mia. Dove è lì? La panzia, il ristorante. Cho Dung đâu có biết đâu, đây là nhà hàng của ảnh luôn đó cô chú anh chị. Đây là một ông chủ của một cái công ty thuộc gia tên là Luca Pelican. Đây là restaurant Rota Divino. Đông lắm ấy nhà, như nhà trời, Dung đâu biết đâu nhà của nhà ảnh đâu. Nhà hàng này là ảnh mở được 3 năm rồi đó cô chú anh chị, mở năm 2021. Wow. Anh nói với là tối nay đón vợ chồng mình cho nên bữa nay sẽ ra. Đó là anh đón vợ chồng mình cho nên là nhà hàng anh đóng cửa giờ thật sự không phải, cô chú anh chị người ta ngồi ở ngoài sẵn ở ngoài terrace kế bể luôn, đẹp quá cô chú anh chị ơi. Ảnh làm cái dạng giống như cái bar snack gì đó cô chú anh chị, ăn có một phần nhà hàng tại chỗ nữa, chủ yếu là bán rượu, là nhiều rượu cocktail rồi này kia nhiều lắm. Wow, nhà hàng rất là đẹp nha cô chú anh chị. C'est bon.
Antonio Colombier. Đây là cái nhà hàng là anh chỉ mở vậy thôi, rồi giao cho một cái nhiều nhân viên quản lý. Đấy, như là tiền làm bao nhiêu là mất hết đó cô chú anh chị. Nhà là lắp camera rồi kia, nhân viên á là được hết bay cho uống và là làm riêng rồi đó. Ở trong này là nó cái mà bo được đèn lên tới là 11-12 người nhân viên lại. Anh lập một cái công ty thuộc Giang rồi, vậy thì anh đứng phía sau thôi, giao cho làm nó như thế nào, anh ngồi chỉ chạy ngoài thôi. Marmellata di pere, le poire e le mostarde, cioè un po' piccante, spicy. Nó đây là cái phô mai nhà hàng, thì giống như cái này như một cái snack gì đó quý anh chị ơi, chứ ăn pizza nhẹ nhẹ rồi thôi. Ở đây là một ông chủ khác của mỗi công ty, thì anh đã gom lại hết, đợt này là đi về nên là gặp mặt ai cũng gặp hết. Parlano francese, inglese, italiano e spagnolo. Xin chào. Louis di bonjour. Oui. Xin chào, Việt Nam. Bouge pas trop caméra. Ça c'est du pâté. J'ai goûté, c'est du pâté. Ça c'est du pâté? Oui. J'ai goûté, c'était du pâté. Oui, on va goûter un petit peu. D'abord, c'est toi qui goûtes. Ça c'est du fromage. Ça on sait pas qu'est-ce que c'est d'abord. C'est du pâté. Ça c'est du pâté. Du pâté, on dirait. Moi j'ai cru que c'était du. Cái này nó như cái phora gì của Pháp vậy, cái gì cái pâté mà ngon ghê, miễn biết làm sao nhiều như vậy. Có cái lẫn không với heo hay sao á? Tao mà mang phải la photo. Mà cái này là chỉ cái để căn hộ thôi, là lúc mà tiếp khách rồi này kia mới vô trong Firenze này thôi, chứ không có nguyên một cái nhà, nguyên cái biệt thự nằm rồi trên đồi của Firenze đó, chứ không có ở ngay trong thành phố. Là sao du lịch chỉ mua nhà để đó chơi vậy đó. Cô chú anh chị Dung quay gặp bạn bè của ông xã Dung á, toàn là những người ta giàu có và khá giả, rất là bình dị luôn nha cô chú anh chị ơi. Họ rất là bình dị luôn, từ ăn mặc cho tới cái nói chuyện đồ này kia rất là gần gũi, bình dị luôn. Nhiều khi nói nhìn không biết là người giàu nhưng mà tra Google là sẽ thấy. J'ai entendu qu'il lui dit tout à l'heure. Il habite à sur la Sophie Lorenz. Oui, il a vendu. Oui, il a vendu, il a acheté sur sur le Wellington. Mamma mia. Oui. Mais il est millionnaire là. Oui, oui. Il contenitore. Lo posso usare? No. Mi ci facevo mettere. Quante ce n'hai? 7, 8? Le vendevo alle atelier a Parigi, da venire. Grazie. Ciao. Continuo adesso. À, bây giờ Dung tạm biệt ông xã Dung đi về. Tạm biệt anh bạn ông xã Dung đi về. Ông này ông nhà ông khắp nơi. La coppia, la fatti, no, grazie.
ce n'è due. Sull'America, sulla Corea. Mi sembra me lo presentassi te. Sì, l'ho avuto una volta alla fiera a Parigi. A Parigi, sì. Đó, đa phần là khách ngồi ngoài. Adieu, buonasera, grazie mille. Louis Charles. Allez Louis Charles. Allez Charles. Có nhà hàng mà người ta ngồi bên ngoài không hả cô chú anh chị? Bây giờ thì nhà hàng buổi tối mới đông. Ở đây bé. Bé ở tầng 33 con à. Buổi trưa thì khách chủ yếu họ ăn sandwich này kia. Nhưng mà buổi tối là khách đi nhà hàng nhiều lắm cô chú anh chị ơi. Đó, đây là nhà hàng của anh bạn xã Dung, thuê cái chỗ này là 7.000 euro một tháng đó cô chú anh chị. Mà buổi tối thì không có khách du lịch. Ông này là ổng hộp gì à? Triệu phú luôn đó cô chú anh chị. Ổng có một căn nhà ở cái tiệm pizza mà Dung ăn lúc trưa, đó là Sophie Lorenz. Là ổng bán cái căn nhà đó, ổng mua 1 triệu đô, ổng bán ra 1 triệu 7. Ổng mua lại một cái căn hộ 2 phòng ở trên Louis Vuitton luôn. Là 1 triệu 2, bây giờ là 2 triệu. Non. Il m'a fait pareil. Non, 200 Charles s'il vous plaît. Ma qui c'è questo, ce n'è un altro di altro. Attosso. Beata, già non li c'è anche a tang, papà. Non può passare davanti. Ở đây taxi thì người tới trước đi trước, người tới sau đi sau, nhưng mà chú anh chị. Attention les petits, fais pas mal. È la prima volta che non ci sono tanti. Mai visto questa piazza? Io ora è 4 anni che bello. Mai visto una volta che non c'è 10 tanti. Qui ci sono 10 tanti. Incredibile. Vuol dire che è pieno. Ở đây là không phải là cái con đường mà chưa là cái con đường hàng hiệu á nha cô chú anh chị. Còn cái con đường hàng hiệu mà Dung đưa cô chú anh chị đi hồi xưa đó, đó hồi trưa đó. Đó, cái chỗ nhà đó là tỷ tiểu đô không á. Il est riche mais il est simple. Beaucoup simple. Ouais. Mais à l'époque, la recette de stress, c'est à toi ça, non? Et ouais, c'est, ouais. Il m'a dit c'est toi qui me l'a fait. Ouais. Eh, demandez commission maintenant, partagez-vous. Hồi lúc mà anh mở công ty á là ông xã Dung đứng sau nha cô chú anh chị, là giúp mấy cái công thức mà làm da đó, những cái sản phẩm ảnh làm bây giờ là công thức làm da của ông xã Dung làm mẫu sẵn á, rồi cái giới thiệu cho khách hàng của Chanel, Gucci, Dior, ổng làm toàn là cho các nhãn hàng hiệu lớn không thôi. Đó thì họ ưng đó, bắt đầu với từ từ gây dựng lên là 15 năm là cái công ty nó mới lớn lên vậy đó. Nhưng mà khởi điểm là từ ông xã Dung đó, cho nên là giờ là kiểu như gặp vẫn nói mà nói công thức đó vẫn là của ông xã Dung thôi, nhưng mà ảnh là ảnh giống như ảnh làm ra cho lớn hơn thôi.
Xong rồi là bây giờ ổng là cái kiểu như độc quyền. Độc quyền ở Ý và kể cả châu Âu luôn á, là cái công ty làm gì da mà da stress á. Làm cho các hàng hiệu của Gucci nè, LV, Chanel, Dior là nhiều lắm, Gucci với Dior nhiều lắm. Bởi bây giờ khi mà gặp lại ông xã Dung á, là quý dữ lắm. À, ông xã Dung mà ghẹo, sao là ông xã Dung còn ghẹo rồi, giờ chia quay hồng đi chứ.